chờ đi để anh hộ dọn chỗ này. Vâng. Rồi. Anh ngồi em sửa cửa này. Sửa nước về giờ. Giờ cũng muộn rồi, anh ăn cơm ở đây với em nhé. Ờ, thế cũng được. Anh đi vào trước đi, em rửa cho thơm này. Để nước sạch. Trường có ít măng này em lấy để lát để nấu cho mình ăn. Để đây thì nào, anh hộ em nhóm bếp nhé. Ừ, đúng rồi. Thank you.
cứ để đây anh chung cho. Nồi này không có vung, tí nữa phải lấy lá đợi mà. Vung của nó đâu? Vung hôm nọ họ đến kiểu đòi lại đất ấy, họ đến để phá xong rồi không biết đá bay đâu rồi. Thank you.
em rồi đấy. Em có nấu gì nữa không? Em có hai quả trứng. Nữa anh hội em rán nhé. Ừ, thế để đến lát anh rán cho. Măng lên rồi. À? Anh vừa xong rồi. Thế để em, anh ngồi nghỉ đi để em nấu nốt cho nó. Thế em nấu luôn nha. Lỡ hộ em bán nữa. Đây em ơi.
tháng 9 rồi anh ạ. Nhắm ăn cơm đi. Anh ăn cơm ạ. Để ăn trứng đi. Anh xin. Rau ngon đấy. Rau rừng mà. Nhắm ăn rau đi. Ăn cơm no nhé. Ừ. Ăn cho nó cơm. Hãy chi. Em cũng ăn cơm đi. Rồi anh rửa xong rồi. Thế anh rửa hộ em một nồi cho mang vào một nồi nhé.
cơm rồi cùng ăn rồi, giờ cũng muộn rồi, chắc anh phải đi về đây. Sắp tối rồi. Cũng phải về. Phải đi về rồi. Em cứ ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Về nhá. Anh ơi. Anh ở lại với em đi. Em ở đây em tự nữa bố lại lên. Phá em không có ai can. Em lại phải lên trên rừng cỏ. Nhưng mà em một mình con gái ở đây em ở cùng một thợ không tiện. Em ở đây với em mấy hôm con gái thế mà bố lên thì thế không được thì anh ở lại đây với em một hai hôm. Anh kêu dép ra đi. Đeo ủng xanh nóng. Em đang chiếu bộ bàn ghế ăn cơm à? Vâng. Ở một mình nên là cứ ngồi ghế xong là ăn ở đây luôn. Cũng không có thời gian làm. Có biết đường đi ra xã ở đâu không? Có. Thì khác chỉ anh làm, thì anh làm cứ bộ bàn ghế cho. Bây giờ cũng sắp tối rồi thì anh có đi luôn không? Có đi, chỉ đường ra anh. Bên này, đi đường. Bên này à? Vâng. Để đây nhá. Được rồi. Đấy, đến đoạn tầm đám ra thôi.
lắm rồi. Còn thức ăn chưa nay mình ăn nó vẫn còn đấy, thì có gì nếu mà đói thì anh ăn nhé. Nhá, mình nói anh chị nhé, anh cứ đi nghỉ đi.
anh có ngủ được không? Ngủ cũng được, hơi nhiều mũi tí. Có giường nằm dậy hơi mỏi một chút. Khi xưa như nọ, anh kia vẫn để, kiểu vẫn còn giường ấy. Để cũ rồi, em không nói là không biết là đáng bị mục chưa. Để lát anh ra xem nếu còn dùng được thì để anh đóng trên cái giường. Đóng kia. Đi ra mở xem có. Thì chắc vẫn còn thiếu đấy. Để lát đi chặt cây về ủ vào xem. Đây là thứ. Cái này sao sao lại
nhé. Ah!
nước hết. Thank you.
chị hết ruộng rồi à? Hết rồi. Hết ruộng rồi. Chiếu không bạn? Chiếu được. Đấy có một cái chiếu. Cái chiếu này bao nhiêu? Chiếu là 60.000. Đi ra xem có bánh kẹo. Thank you.
Ngủ đây hay ngủ đâu? Ngủ đâu cũng được.
cắt dài dài. Thế lấy băng này thôi nhỉ? Thôi lấy băng này thôi, ngồi nghỉ một lát nữa rồi mình về. Ừ, nay đi nắng quá, giờ mệt hết người.
Nó cân cái ai đó.
cây. Thank you.
đi. Cắt cắt cắt. Đang ăn cả con. Giờ có bị làm sao nhỉ? Đi, em đi. Hết rồi. Hết rồi. Ở đây đây. Nước nữa. Wow. Ở đây này. Bộ cánh. Thank you.
đi lại đá. Từ từ để ta luôn. Đây. Đi ngủ hết rồi. Ăn no đi. Đây mà. Nhanh nhanh nhanh. Có gì kia. Nhặt nó lại. Đi bộ chứ, ăn không ăn đi bộ cái gì. Ăn thế này ngon hay nè. Bộ nước nè. Lấy cái bộ tay đây. Ăn đi ăn. Ăn no. Ngồi anh xem nồi cơm nhé. Ờ, để anh trông cho. Làm rau đi. Em đi làm rau. Để rau.
cái bóng đâu đấy? Hôm nọ đi chợ mua được cái bóng để treo lên đây cho sáng nhá. Rồi đấy anh ạ, ăn cơm thôi. Cái kẹp đây nhỉ? Chị xoài em ăn đi. Em ăn đi.
Em no chưa? Không, em không lấy đâu, anh dùng đi, em còn đang nóng, em Thank you.
khác đây. Cái chạy người ta linh tinh rồi, bay rồi đâu. Sáng sớm đi bay. Em chắc đi kiểm xem có măng hay không. Em ở nhà phải em chăm thịt, chăm gà. Trời tối hôm nay đi. Thì em sẽ đi ra từ nhà anh làm giúp cho. Cẩn thận nhé. Em cứ đi đi. Đi cẩn thận nhá.
chua thế em. Chua thế em. Cô đẹp đôi à? Cô đẹp đôi. Như xì như mùa mình ca xì như xì mình ca hoảng lớn cũng vậy. Cái gì này? Cái gì ta nhận đôi phải là chuẩn á? Bén rồi thì phải này à? Mua treo hoa lại. Ở như treo hoa. Nhận đẹp đôi hả? Ăn tuổi à? Ăn tuổi này. Mình ca hải mau hệ chuẩn tất cả chị nghĩa chứ chuẩn thì chuẩn là ở thọc treo. Cái gì này? Cái gì nhận đôi ta nói chuẩn á? Ra như này yên tĩnh ở. Như hoa đuôi thế này cua thì. Mà có cây như này hả? Ờ. Mà chuột này. Nó hô lại. Ờ. Nó cho sơn ngạo. Ờ. À đi rồi nè. Khoảng giờ nó nhìn trước. Mà gì kiểu này sẽ mốt xích thì có như teo miền thì hài liều
có giỏi hay có tơ mà ba chuẩn á. Bữa nay nó mày tòng quê thoải mái mà. Quá tẹo mà mình suốt. Mà có mà bé nhé, tôi như giảm như thái chân dưỡng cả. Mai mà ra. Thả đóng chuẩn. ยัวคุณนี่อย่างนี้ด้วยอ่ะบ้านสวนนะอันนี้มีปูด่วนทำมีเจ้าไม่ได้นะไม่ต้องหรอกเจ้ามาเงียบเจ้าเงียบเลยเงียบแต่นี่สวนอ่ะยินยันได้กลิ่นข้าวปลาอ่ะนะขอบคุณหมกกอดปุ่นด้ะ có ả hết tàn tật chứ mai trời biển vẫn mà nổ nghe ừ.